quay ẩm thực nhà làm cho các bạn xem món khoái khẩu của Việt Nam, tiết canh lợn luôn, có các nguyên liệu như thịt băm, xương sụn, lạc rang, rau thơm, rau húng, nè. Tiết canh ngon lắm. Bảo ăn không? À thế à? Má ăn tiết canh không ai ơi. Ngon lắm, ngon lắm. Vào đây, vào đây, vào đây. Anh kia, anh để lên mắng. Đây thôi, con này. Ừ, đây. Ăn là trên nhá. Ăn là trên, tao ăn. Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay bố mình lại sang nhà chú Sơn để ăn tiết canh nhá. Ăn tiết canh. Đây, chú Sơn đánh tiết canh rồi. Chú Sơn đánh được mấy cái tiết canh? Lợn to, lợn to. Lợn gần hai chả thịt. Tiết canh ngon. Chốc sẽ chất thử ăn xem ngon đến đâu. Ngon tuyệt vời luôn. Này. Đấy, đồng cứng luôn nha. Ngửa bát không đỏ luôn. Đấy này. Đồng lắm này. Nha. Đồng lắm này. Nha. Đất không rơi được. Này. Đã gọi đông chưa? Đấy, gọi đông chưa? Đây. Đấy. Đông tuyệt đối luôn. Mình xin chào tất cả các bạn. Các bạn có xem kênh của mình cho mình xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ kênh Duyên Béo nha. Hôm nay sẽ quay ẩm thực ăn uống tiết canh lòng lợn cho các bạn xem. Tiết canh nhà làm, món ẩm thực văn hóa chỉ có ở Việt Nam. Món này thì mọi nơi cũng làm ăn nhiều rồi, nhưng mà món này kênh mình chưa làm bao giờ, nay sẽ quay cho mọi người xem. Đây là tiết canh lợn này. Con này lợn sạch, nuôi to khoảng gần 2 tạ. 30 con 31 cân cá, tức là mỗi con hơn 1 cân. Đúng rồi, chính xác, ba này nói đúng. Mỗi con vào hơn cân tí rồi. Cân tí. Các hàng mấy anh. Đây giờ bao đây cho cái bao này bùa đấy, bắt cháy vào thời xanh nhấc lên cho chú bắt. Thế hôm nay mà cứ chầm chầm tối mà mờ là gọi ba anh em này. Ông nhân ông ấy không độ lắm, ông nhân đi tận gái bình thường ạ, cứ nhìn anh bác thì chả biết có định được không, nhưng này chú cháu không định được luôn. Hôm nọ đi ăn được ngủ tên lửa và dắt vào nhà hàng nhưng không vào. Thôi. Rượu cũng rượu uống say không vào. Cái rượu các bác cũng cái giống này là không, đây cháu phải là cháu khoe cái không chuyện uống chỉ rượu chè, nhưng đấy cháu khẳng định là cái sức khỏe là uống rất còn tốt. Ông chủ động mình còn phải từ tối ra ra ngoài thôi này. Ra mà cầm này. Táo ăn nhá, bỏ ăn nhá, để cho nó cho nó ra bớt. Cột tráng này. Đâu tháo ra? Tháo gì? Cầm cái này, nghịch mắt như này, như bà kỳ à? Đây bắt đi để cho nó vào. Con bé này, cá trà cái này đi. Dạ. Anh lấy đi. Thấy không? Nhắn cho mấy con. Đó. Cân. Đây bắt luôn cho bác, bác thích thì bắt cho ít cho bác đi. Này, này. Quá tự tiện luôn. Kia con chuối kia tự họ mất. Bắt hết chép vào đấy, bắt hết chép vào đấy. Cho cả chép nó vào đấy. Nhưng mày không bắt được cái nào mà sợ tao. Đi cho. Không bắt bao giờ là trượt. Không bắt được đâu mà. Không bắt bao giờ đâu mà rách tay luôn. Không quen bắt được đâu. Chúng em này chủ nhân thì không còn cái tóc nào đâu.
Không. Đang hoái này nói nó hoái đi. Nói có nhiều việc á. Nó tính toán nhiều đâm nên nó bị rụng tóc. Lo công việc nhiều. Ví dụ như nấu nướng đám cưới là lo trực bếp đấy. Này ở đâu đây? Dạ. Cháu á? Có phải ở chỗ ông đâu? Không, cháu ở chỗ chùa cơ. À, cháu chơi cả ở chỗ chùa ông. Chấm đấy. Không phải ai chơi. Giờ bắt chém chui cho bác, bắt tiếng thằng lừa. Cho cả chém lên. Thiếp, quấn thiếp là bắt rồi cho bác. Ta thấy bé bé cái chỗ thằng Sơn kìa. Mấy con thôi. Thì bắt mấy con cho bác ấy, mấy con. Chui thả lại này nó là. Thì nhanh lớn bác nhỉ đâu. Đấy thiếp đây. Chép đây, chép ngửa bụng đây. Chép ở đây nhanh lớn đâu. Chấm thì trong chơi thả chấm giống đây. Chui này. Bác đang bảo thả loại này thì nhanh lớn. Con nào? Hết rồi. Hết rồi bác. À, đây gáy đây, gáy đây. Còn này nó còn... ở đây. Ở đấy. Đấy. Nó ở dưới đây nó chui lên. Mỡ nhỉ. Gáy mà rộng ở đây. Đó nhà cái đấy cứ để. Không nhặt được. Béo đâu rồi? Béo ơi! Nay muốn cho bọn bác sang đi vừa là mà bác đầu tiên là bác sang để họ sau này chiến không phải không đâu thì là sau này nhân tiện thì không nào xin cho các bạn là sẽ tăng lên mạng này, tăng lên mạng để có bản sắc văn hóa của mình nè, cũng có món như vậy là đặc sản cá hoài ăn sống là chúng mai chung thì bọn bác sang có món cá hoài nói chung là mình ăn lâu rồi để quan trọng ai đăng lên thôi, không ai đăng rồi đây cháu đăng lên đầu tiên còn là mình trước ai đăng lên mà nói bác là năm nay 80 tuổi rồi mà ăn cá hoài là khá là lâu rồi mà trước đã cũng ăn rồi đấy cũng nhớ bác rồi chứ nhỉ sao đăng đâu rồi còn mọi người ăn nhưng mà cứ chắc đã là trước phải là ăn bằng mình được mà không kém được thì mình đã làm đăng lên mạng cho mọi người xem để mọi người cũng gọi là trải nghiệm về món ăn đặc biệt của Thảo này vì ăn sống thì là không phải ai ăn ạ, một số người ăn và một số người thích, một số người ăn được thôi còn mấy chín được nhiều người chưa ăn được nói sao tại sao lại thế là vì đói rồi con đương cảnh mà nhiều người chín được chưa tàn tao ăn bao nhiêu người ta ăn được loại giống như gìn ghê rồi lương chặt chặt rồi cá chê chẳng đấy nhưng mà ăn cá sống thì phải nói đúng ra là cũng phải gọi là một ít còn sống là sống chứ phải là nói đúng không nhỉ sống tắt sống lên tắt và do bớt lên làm thịt rửa sạch sẽ. Đấy, thì là sẽ đây xong sẽ ra như này. Đấy, ngon lắm. Bố tắt ao thì là cũng làm bữa gỏi cá, mè cá chép. Thì là hôm nay là cũng là đón gió đông, buổi gió đông đầu tiên mạnh nhất đấy. Hôm nay mời nào. Mời các ông nhá. Tiền lương cốc này là chúc sức khỏe mọi người đem ngay bà đi quạt con với không khí lạnh đầu xuân. Em bác sĩ. Đây. Đây. Đây chưa? Ba rồi. Mời cháu. Vâng, nào, cháu mời chị ông Tân nha. Hai. Anh em mình uống nhau cả nhỉ. Bố uống đi. Và đang cùng nhất. Đây là ăn bản sắc văn hóa của Việt Nam là ăn cá sống. Cá sống mà cá ăn tươi nuốt sống luôn nhá. Thì là khu mình là ngoài khu ăn cá bên với nhau nói Trung Hưng mà, Trung Hưng Mai Trung nhiều vào Bắc Giang. Có bản sắc là này. Ăn cá với nhà mời cả nhà. Đúng không? Đấy, xin cảm ơn. Ăn thì cá đây ngon này. Đấy, cứ cho nhiều mà ăn. Không phải sợ gì. Đấy, ăn như đủ rồi. Vì nó rất to. Đấy, cảm ơn. Vì cũng hơi lạ đấy. Ôi, Đạt ăn thì mới ra như thế. Cháu chỉ có nước mắm thì ông ăn thôi. Thế mà tao thấy hơi lạ đấy. Dù ơi. Được, không ăn nước mắm. Thế cây nó ăn đi, ăn cho ăn nhỉ. Sơn nó vừa nói cho mà cho mắm thì không ăn. Không có sợ gì cả. Không cho mắm. Không cho mắm. Nhớ thế nhưng mà phải ăn đi. Tuần sau đấy. Không ăn thì không sống. Tuần sau ăn cái cỏ. Vâng.
Nào, đừng cháu thì cái gà ăn được. Gà thì không ăn, gà tao sợ luôn. Nhưng mà thỏ là ăn. Mà cái nhượng này ăn miếng nào chưa? Nó không ăn đây. Hả? Sợ. Sợ. Ê. Sợ hãi. Bây giờ nhá, Tự Duyên lại phải huấn luyện vợ ăn quẩy. Ôi, chủ yếu. Ê. Cháu mời lấy thôi, nhưng mà không ăn là không. Thì thôi, cháu mời cả lần mời thôi. Chỉ cần bảo là đấy. Em chỉ ăn một lần này thôi là anh sẽ nếu mà cháu mời thôi, chắc anh sẽ chịu trách nhiệm thôi. Đây nếu mà giờ ăn thì vẫn làm một quay mà không quay chân. Nói ra quay cho. Nhưng mà đúng ra để cái đĩa ớt vào đây, cái đĩa có ớt đây mà một bát gần vào đây thì ai quá không? Rồi, bên kia là thừa vào mà không cần phải. Đám cưới này nhậu, ừ. Có đồ như này, tầm lò 10 giờ trưa mai anh lên thì là... Để xem mấy cô thợ thịt đi bán hết giờ thông thì... Nha. Đám tự bia cho cái ghế đi 10 giờ, 10 rưỡi. Không để này không phải chung kết với nhau hơn nhá. Qua đây. Đó bây giờ hôm nay tổng kết mà. Xin chào các bạn nhá. Các bạn xem nhạc sĩ A Tân Anh của nhạc sĩ A Tu. Thank you.
sứ bí bí ẩn đấy. Alo, alo, alo. Về nó quên chơi ăn quả không.